Cơn bão buffet season ăn thả ga mà không lo về giá đã đổ bộ về quận 7 rồi. Chiều hôm nay thì tôi mới vừa phát hiện ra một cái quán buffet xiên que mới khai trương ở gần nhà, chỉ với 69.000 cho người lớn và 39.000 một vé cho bé mà topping hơn 30 món ăn thoải mái mà không bị giới hạn thời gian. Chủ quán còn rất là trẻ cho nên được các bạn học sinh sinh viên cực kỳ yêu thích luôn. Quán có các loại viên và topping đủ loại sẽ được fill lên liên tục. Do mới mở cho nên bạn chủ quán cứ luôn miệng bảo là tụi em thấy thiếu gì thì cứ nói chị bổ sung liền nghe. Tụi mình sẽ lấy rổ lựa thoải mái rồi quán sẽ chiên chín và phục vụ tận bàn cho mình luôn. Bên cạnh đó thì chỉ thêm có 10.000 thì các bạn sẽ được chọn thêm hai loại nước ngọt, hai món trái cây, mì gói xào chung và được chọn xào topping viên chiên cùng với lại sốt mắm tỏi cho nên sẽ thơm ngon bắt vị hơn. Trong những ngày khai trương thì quán đang free buffet nước ngọt và tráng miệng cho nên các bạn nhớ tranh thủ nha. Tuy nhiên ở đâu cũng vậy, với phần thức ăn thừa thì quán sẽ phụ thu theo giá lẻ và đóng hộp cho mình mang về cho nên các bạn lưu ý nha. So với những quán buffet xiên que khác thì Phúc thấy điểm cộng là có thêm mì gói và trái cây. Đặc biệt là quán có một loại nước sốt đặc biệt với vị cay nhẹ. Đối với Phúc thì 69.000 thì thực sự tiết kiệm, đặc biệt là dành cho những fan trung thành với các loại viên chiên. Quán mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ tối mỗi ngày. Quán này có tên là Chica Buffet xiên sạch 69K, nằm ở phường Tân Kiển, quận 7, có không gian thoáng mát. Địa chỉ thì Phúc để ở trên màn hình nha.